Hello các bạn, hôm nay mình sẽ unbox một em mô hình cực kỳ đáng yêu này nha. Em này thì mình đã mua một tháng trước rồi mà mình quên mất tiêu tới giờ luôn á. Thôi bây giờ mình mở hộp luôn chó lẹ ha. Đó, bây giờ mình mở hộp luôn đi. Chứ mình nôn quá rồi, quên cả tháng trời mới nhớ. Trong một lần dạo cửa hàng Momotaro ở Vạn Hạnh Mall đó các bạn, thì mình thấy mấy bạn nhân viên đang soạn hàng mới á. Có cái em này trong đó nè, mà trời ơi nhìn ở ngoài nhìn nó dễ thương cute lắm các bạn ơi. Nhân viên nói cái em này là hàng xách tay cho nên không có hộp Bandai chính hãng, chỉ có cái hộp trắng cạc tông giống như nãy ở ngoài thôi các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra nè. Ok, đây là một em mô hình ráp nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ráp nó vô nè. Đây là em Ren trong ReZero của mình nè nha. Với mái tóc xanh tím đặc trưng và cặp mắt màu xanh nè. Có cài hai cái hoa anh đào ở trên tóc luôn, dễ thương chưa? À, có cái phần xương phía sau lưng nữa các bạn. Bạn này hơi gầy nha, hơi gầy nha. Sau lưng là một cái nơ màu hồng. Ô, cái móng tay, cái màu móng tay của mình hôm nay hợp với mái tóc bạn này ghê luôn, các bạn có thấy gì không? Và có cài thêm một cái hoa màu vàng ở đây nữa. Bạn Rem của chúng ta ngày hôm nay là đang mặc một cái bộ giống như kimono mà cách điệu các bạn, hở vai nè. Phần tay áo cũng vẫn rất là dài giống như những bộ trang phục kimono khác. Và có hình hoa đào bay phấp phới trên vạt áo. Có thêm phần cổ nữa, phần cổ áo nè. Và mặc một cái váy in hình hoa đào màu hồng rất là đáng yêu. Có thêm cái nơ trắng, cute hết biết luôn các bạn ơi. Và bạn này mang một đôi giới trắng và đôi dép đế xuồng nha. Cái đế mô hình của mình hôm nay là cũng có hình hoa anh đào luôn nha. Khi mà mình vô cửa hàng Momotaro thì em này vừa mới về hàng tới cửa hàng luôn, vừa mới đáp luôn. Đẹp chưa? Dễ thương quá các bạn. Để xa xa một tí nè. Xa xa một tí. À, dễ thương chưa, dễ thương chưa? Dáng đứng cũng rất là kiểu như là đang chạy ha các bạn, đang chạy á. U, dễ thương quá. Phía sau càng dễ thương hơn. À, phía sau đẹp ha các bạn ha. Nè, phần tóc nè. Mình thích cái bộ trang phục này là tại vì nó có màu hồng, mình thích màu hồng các bạn ơi. Dễ thương quá các bạn ơi, vừa chạy mà vừa liếc ngang nè các bạn ơi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của tụi mình. Nhớ nhấn nút đăng ký phía dưới để ủng hộ kênh cho tụi mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nè. Bye bye, bye bye, bye bye. Trời, mô hình đẹp vậy mà mình nở lần nào mình quên cả tháng trời các bạn ơi. Bye bye.